Nhìn bà thật là thảm hại. Bà đã biết cái giá dám chống lại tôi chưa? Tôi tháo băng keo cho bà, nhưng bà phải tuyệt đối im lặng. Nếu bà la hét chống đối, tôi sẽ khóa miệng bà lại. Bà có thấy mình ngu dại không? Trước đây muốn gì được cái đó, giờ thì một hớp nước cũng không có mà uống. Bà gian xin tôi đi, tôi sẽ thí cho bà dài dọn. Sao ông có thể tàn nhẫn như vậy? Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Chính bà mới là kẻ khơi mào mọi chuyện. Nếu tôi không phát hiện ra sớm, có lẽ người bị hại thê thảm giờ này là tôi. Không, chính ông. Sự ích kỷ, độc ác, cái tôi quá lớn của ông, lòng hận thù của ông đã đẩy rất nhiều người vào cảnh bất hạnh. Vợ ông, tôi, Thành Thiên và rất nhiều người khác. Chính các người mới là kẻ đánh cắp tình yêu, đánh cắp lòng tin của tôi. Bị vợ phản bội, bị chính bạn thân của mình phản bội. Bà nói đi, tôi phải đặt niềm tin cho ai? Tôi không phải là Bồ Tát mà có thể tha thứ tội lỗi cho các người. Dạ em chào anh. Không cho bà ta ăn uống bất cứ thứ gì, không cho bà ta ra khỏi phòng, nghe chưa? Dạ em biết. Công việc con hiện giờ đã đi vào ổn định chưa? Dạ, mọi việc ổn mà mẹ. Làm lại ở lĩnh vực cũ, nhưng vì thời gian con ở trong đó khá lâu nên con cũng cần phải tiếp thu cái mới nhiều lắm. Nhớ lại thời gian con ở trong đó, mẹ cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Mỗi ngày trôi qua, mẹ thấy như mình đang sống trong địa ngục. Mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, mẹ quên nó đi. Bây giờ con đã ở bên cạnh mẹ, con sẽ cố không làm gì để mẹ lo lắng bất an nữa đâu. Đã từ lâu rồi mẹ không mong cầu bất cứ điều gì cho bản thân, chỉ cầu xin cho con cái được bình an, mạnh khỏe, sống hạnh phúc là mẹ vui rồi. Thưa bà mới về. Anh về rồi. Anh có ăn cơm không? Em dọn luôn.
Đừng có đụng vào đồ đạc của tôi. Để đó người làm họ dọn. Bà ra ngoài mà lo cho con trai của bà đi. Sao anh lại nói như vậy? Vợ chồng Kim Ngân mới vừa xin phép đưa con về nội chơi. Em chờ hoài không thấy anh về. Hai mẹ con mới vừa ngồi vô bàn thôi à. Mẹ con bà còn gần gũi với nhau được ngày nào thì nên tận hưởng ngày đó đi. Anh nói vậy là ý gì? Tôi không có ý gì hết. Thank you.
Cậu tìm cách cứu tôi. Ông Hải đang giam lỏng tôi tại nhà riêng. Tình hình rất nguy cấp. Ông ta đã biết tất cả. Anh tìm ai? Tôi muốn gặp bà Duyên. Bà Duyên không có ở đây. Mở cửa ra. Mẹ mày! Mày là thằng chó nào mà dám nói tiếng tao hả? Anh không cần biết. Tôi muốn gặp bà Duyên. Bây giờ anh mở cửa ra. Tao không mở cửa. Mày làm gì tao? Muốn chết phải không? Tao đập mày à? Có ngon thì anh làm đi. Thanh Thiên, mới sáng sớm sao cậu ấy tới đây? Tôi không đi. Không lẽ ông đánh hơi được chị sao? Tôi muốn gặp bà Duyên. Tao nói bà Duyên không có ở nhà nghe chưa? Tôi không cần biết. Về đây. Dậy. Có chuyện gì vậy? Mày chạy ra ngoài cổng, nói với anh Thẹo không được mở cửa cho người kia, nhưng cũng đừng làm căng. Nó là con ông chủ đó. Được rồi. Dạ thưa anh, có việc gấp nên em mới gọi cho anh giờ này. Có chuyện gì nói nhanh đi. Hiện giờ con trai của anh đang làm ầm ngoài cổng á, đợi vô gặp bà Duyên. Cái gì? Thằng Thiên sao lại ở đó? Dạ anh đã tới. Dạ nặng nặng đòi vô nhà kiểm tra. Mặc dù tụi đàn em nói bà Duyên không có ở nhà, vì là con trai của anh nên rất khó xử. Nên xin anh chỉ đạo xem tụi này phải làm gì. Thằng khốn kiếp, làm cái gì mà sáng nó mò tới đó? Em sợ anh ta làm ầm lên. Công an mà tới là mình mệt đó anh. Cậu lập tức chụp thuốc mê bà ta ngay. Giữ chân thằng đó ở ngoài cổng. Tôi tới liền. Dạ. Có chuyện gì hả anh? Thành Thiên, nó làm sao hả anh? Thằng khốn nó đang muốn hại tôi. Đúng là đồ nghiệt chủng mà. Trời ơi, đã xảy ra chuyện gì nữa rồi? Anh ơi, em xin anh, anh hãy nương tay với con nha anh. Nếu nó có làm gì sai, xin anh rộng lượng bỏ qua và dạy dỗ con nha anh. Tất cả những kẻ dám phản bội lại tôi đều phải trả một cái giá rất đắt. Không có trường hợp ngoại lệ. Dừng nó lại. Tôi cần đó một người rồi tới ngay. Đã chụp thuốc mê cho bà ta chưa? Tốt. Đặt bà ta lên giường ngay ngắn cho tôi. Linh cảm của mình quả không sai. Mọi chuyện đã bắt đầu với những người đàn ông trong nhà này.
Thành Thiên, con đang ở đâu vậy? Mẹ, con có việc phải ra ngoài sớm một chút. Nói cho mẹ biết con đang ở đâu. Dạ, con đang ở... Ở đâu? Sao lại ấp úng với mẹ? Dạ, con đang ở ngoài đường, không biết gì đâu. Sao con nghe giọng mẹ có vẻ lo lắng quá vậy? Nói cho mẹ biết đi, giữa con và ba con đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Hả? Ủa, Lúa, có chuyện gì vậy? Dạ, em cũng không biết nữa. Mà ông chủ với con hai đi ra ngoài từ sớm lận. Con không thể nào giải thích cho mẹ ngay lúc này đâu. Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Khi nào vậy con sẽ nói chuyện với mẹ. Bây giờ con có chuyện cần giải quyết. Con xin lỗi mẹ. Chào anh, tôi biết anh là vị trí riêng của ba tôi. Tôi không muốn làm khó anh. Chỉ cần anh mở cửa cho tôi vào gặp bà Duyên. Nếu không, tôi sẽ gọi con mày tới đây. Anh cũng biết tôi chỉ là người làm theo lệnh, mong anh đừng làm khó cho tôi. Ông chủ dặn sao thì tôi làm vậy thôi. Có gì mờ ám trong căn nhà đó vậy? Tại sao tôi không thể vào được? Tại sao nói bà Duyên không có ở nhà nhưng lại có nhiều người canh gác đến như vậy? Được, tôi không thể xâm nhập gia cư bất hợp pháp như các anh, nhưng tôi sẽ nhờ công an can thiệp vào chuyện này. Đang dọa ai đó? Làm sao phải cần tới công an? Chào ba, không ngờ ba lại đến nhanh dữ vậy. Còn con, mới sáng sớm tới đây làm cái gì? Con tới xem cô Duyên có chuyện gì không. Tại vì con không liên lạc được điện thoại với cô ấy từ hôm qua tới bây giờ. Tại sao không mở cổng cho con trai tôi vào thăm bà Duyên? Dạ. Cô Duyên đang bị cảm hàn, sốt mê man từ hôm qua tới giờ. Bà bận quá không có thời gian chăm sóc, mới cử người ở đây để lo cho bà ấy. Có cần cử tới 3-4 người đàn ông chăm sóc cho một người phụ nữ không? Ông theo tôi vào khám cho bà ấy luôn. Dạ. Ông vào khám cho bà ấy, tôi chờ ở bên ngoài. Dạ. Ta xuống phòng khách chờ đi. Đại, đã có chuyện xảy ra rồi. Mẹ sợ lắm, mẹ phải làm sao đi? Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi. Có chuyện gì từ từ mẹ nói, con mới hiểu được. Con có biết anh hai con đang ở đâu không? Đã xảy ra chuyện gì giữa anh hai và ba con rồi đúng không? Hả? Dạ, con không biết nữa. Con cũng chỉ mới thức giấc thôi. Con biết gì thì nói cho mẹ nghe đi. Đừng có giấu mẹ. Mẹ không sao đâu. Mẹ đang rất là bình tĩnh nè. Dạ, con thấy mọi chuyện cũng bình thường mà. Bà với anh hai đâu có gì đâu. Đừng để Kim Ngân biết chuyện gì đang xảy ra. Cả nhà mình có chuyện gì mà ồn ào vậy? Không có gì đâu em. Anh ở nhà ăn sáng với em rồi đi làm nha. Tình hình sức khỏe của bà Duyên có trầm trọng lắm không bác sĩ? Dạ thưa ông, bà ấy sốt cao, có thể là sốt siêu vi, người nổi nhiều mẩn đỏ. Có cần nhập viện không? Dạ thưa ông, không cần đâu. Có tôi ở đây rồi thì không cần đến bệnh viện làm gì. Tôi sẽ chích thuốc và truyền dịch cho bà ấy. Chỉ cần vài ngày bà ấy sẽ khỏe lại thôi. Vậy cũng được. Ông cứ ở lại đây chăm sóc cho bà Duyên. Tiền bà không thành vấn đề. Cứ điều trị loại thuốc nào tốt nhất cho bà ấy,
Dạ, tôi biết rồi. Giờ thì con đã yên tâm chưa? Cứ để cho bác sĩ chăm sóc cho cô Duyên. Dạ. Vậy thôi, con xin phép ba con về đi làm. Chào bác sĩ. À. Thành Thiên, có chuyện gì xảy ra vậy con? Đâu có gì đâu mẹ. Con chuẩn bị thay đồ đi làm. Sáng nay có cuộc họp ở công ty. Thành Thiên, con đừng giấu mẹ. Con và ba con đang đối đầu nhau phải không? Thành Thiên à, người đó là ba con đó. Con đừng chống đối ông ấy mà mang tội bất hiếu. Người đàn ông đó là cha của con thiệt sao? Người đã nuôi dưỡng con bằng lòng hận thù của ông ấy. Mẹ muốn con phải có hiếu với ông ta hả? Người đã hành hạ mẹ con mình mấy chục năm nay. Người đã tước đoạt cái hạnh phúc đầu đời của con. Người đã đẩy con vào tù tội à? Con nói gì vậy? Con bình tĩnh lại đi. Ông ấy dù sao thì cũng là... Tôi đủ rồi mẹ. Con đã sống trong sự dối trá bao nhiêu năm nay. Lúc con còn là một đứa bé, con đã nhận ra sự khác biệt của ông ta khi đối xử với hai đứa con. Dấu chấm hỏi đó cứ lớn dần theo năm tháng. Và bây giờ đây con đã biết được sự thật. Người đàn ông đó không phải là cha ruột của con. Cái gì? Còn hai em phải là con của ông chủ? Ông nói đi. Ông muốn gì ở tôi? Nếu như ông không thể buông tha tôi được, tốt nhất là ông giết chết tôi đi, chứ đừng hành hạ tôi như vậy nữa. Tôi đâu có nỡ giết chết người đầu ấp tay gối với tôi bao nhiêu năm nay. Ông còn nhiều nhân tính đến như vậy à? Bà thừa biết cái giá phải trả cho sự phản bội. Nếu tôi được sống, sẽ cho bà một con đường sống. Nếu bà làm theo kế hoạch của tôi. Kế hoạch của ông là gì? Làm sao con biết được sự thật này? Không quan trọng từ đâu con biết được sự thật. Quan trọng là con phải biết đối mặt với sự thật này đã sao? Tại sao mẹ lại giấu con chuyện này vậy? Mẹ xin lỗi con. Thành Thiên, hãy tha lỗi cho mẹ. Câu chuyện này có nhiều uẩn khúc mà mẹ không thể nào nói ra được. Con đã trưởng thành rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Lẽ ra mẹ phải cho con biết sự thật chứ. Uẩn khúc cuộc đời mẹ chính là sự trả giá cho cuộc đời của con, phải không mẹ?
con cũng cố tình xúc phạm làm cho mẹ buồn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn là người mà con yêu thương nhất trên đời này. Để xoa dịu những ân oán hận thù của con người, hãy vì mẹ và vì bản thân, đừng nghĩ tới chuyện trả thù ông ấy nữa con à. Con không rộng lượng, con không quảng đại như mẹ được. Con không hiểu sao mẹ có thể tha thứ, mẹ có thể sống bên cạnh một người đàn ông luôn coi thường cha đạp mẹ con mình. Có những chuyện con sẽ không bao giờ hiểu được. Ông ấy cũng có những nỗi khổ riêng của mình. Mẹ hiểu, mẹ rất hiểu là vì sao mấy lại ra nông nổi như vậy. Tất cả là tại mẹ, là lỗi của mẹ. Con à, khi con phán xét ai đó, con hãy đặt vị trí của mình vào họ, thì con sẽ thấy được nỗi khổ của người ta. Mẹ có lỗi gì chứ? Sao mẹ lại tự hành hạ mình như vậy? Ông ấy đã đem hận thù trút xuống đầu cô và mẹ mấy chục năm nay. Con sẽ không bao giờ tha thứ. Con sẽ trả thù cho mẹ. Đừng, đừng Tiên ơi. Mẹ xin con đừng làm như vậy. Mẹ không muốn cái gia đình này tan nát, con hiểu không? Con đừng có làm như vậy mà. Gia đình này vốn đã tan nát từ lâu rồi mẹ à. Nói chỉ được bao bọc bằng cái vỏ giả tạo, tin gì mới che mắt được người đời. Hơn ai hết, mẹ cho con biết rõ điều này mà. Ba ơi, có ba về. Không được để cho Kim Ngân biết chuyện này. Mẹ xin con, đừng để cho em con biết chuyện này. Nó không chịu đựng được đâu. Tại sao cứ phải sống trong dối trá? Tại sao cứ phải diễn kịch với nhau vậy? Nói với cô bà là bà mệt, đừng mở cửa phòng bà nha. Dạ. Cô ba, bà nói là bà mệt, cần nghỉ, cô ba đừng có kiếm bà. Vậy hả? Dạ. Để mẹ tôi nghỉ ngơi đi. Tôi lên lầu lấy ít đồ, rồi ra ngoài có chút việc. Khi mẹ tôi dậy, nói bà alo cho tôi nha. Dạ. Ông nói đi, kế hoạch của ông là gì?
Bà đã biết quá nhiều chuyện của tôi. Nếu để bà sống, liệu bà có giữ im lặng không? Hả? Ông tính giết người diệt khẩu à? Đúng. Lẽ ra tôi đã làm như vậy. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa bà đã theo tôi hơn 20 năm nay, nên tôi sẽ cho bà một con đường sống bằng một cái chết. Ông nói gì tôi không hiểu. Bà sẽ viết thư tuyệt mệnh gửi cho mọi người ở Amtiben bằng mail. Sau đó tôi sẽ dựng một cái chết giả thay cho bà. Sau đó thì tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ đưa bà ra nước ngoài bằng con đường qua biên giới Campuchia, và một số tiền đủ để cho bà sống sung sướng cả đời ở nước ngoài. Ông nghĩ là sau những chuyện đã xảy ra tôi còn có thể tin được ông sao? Ông không thể lừa tôi một lần nữa. Ông bắt tôi viết thư tuyệt mệnh. Tôi viết thư tuyệt mệnh xong rồi ông giết tôi luôn thì sao? Bà đang ở cái thế triệt buộc. Bà nghĩ mình có nhiều cách để chọn lựa sao? Một là bà phải làm theo kế hoạch. Hai là tôi sẽ hành hạ bà cho tới khi bà chết. Đồ sát nhân thật kinh tởm, tôi khinh ông. Bà dám mạt sát tôi hả? Tôi có làm ba tôi cũng không tha cho ông đâu. Đồ điên. Đồ con đàn bà hung dữ, sắp chết rồi mà còn ngang ngạnh hả? Ông chủ, con cần tụi em giúp gì? Thôi bà ta lại đi, không dạ, cho uống dạ một giọt nước. Đồ không có tính người, con làm bà tôi cũng không tha cho ông đâu. Bà đừng biết chưa, biết chết bây giờ. Ngồi đi. Dạ. Cậu có muốn kiếm thêm tiền không? Một công việc rất dễ dàng, không quá khó đối với cậu. Dạ, là việc gì? Cậu tập ký chữ ký này của tôi thật là nhiều lần. Tôi sẽ mua lại của cậu một chữ là 10 triệu. Cậu ký 10 chữ có 100 triệu. 20 chữ thì có 200. Sao? Cậu có làm được không? Hay để tôi kêu người khác? Kiếm mấy trăm triệu lúc khó khăn này, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Nhưng mà liệu sau này em có liên quan tới chữ ký này hay không? Mọi việc tôi sẽ chịu trách nhiệm, không có liên quan gì tới cậu. Sao? Cậu có làm không? Hay để tôi kêu mấy thằng ngoài kia vô làm? Dạ dạ, thôi được rồi, để em làm. Được rồi đó. Ký vào đây, đếm chữ ký lấy tiền, tôi sẽ trả đủ cho cậu. Vào phòng thôi.
chắc chắn là hai đứa nó đang liên kết với nhau để trả thù ông ấy. Mẹ, xong chưa mẹ? Ờ, xong rồi. Mẹ, lại có chuyện gì hả mẹ? Sao từ hôm qua á, con cứ thấy mẹ buồn hoài à? Đâu có gì đâu con. Hay là mẹ bị bệnh? Mẹ có hơi mệt một chút. Trời ơi, con thiệt là vô tâm. Biết mẹ mệt như vậy á, con đâu có bắt mẹ phải nấu món bún bò này. Không sao, mẹ chỉ mệt chút thôi. Anh hai ba gì? Ê, cô Tít. Nhớ ba không? Dạ nhớ. Mẹ đâu? Dạ mẹ trong nhà. Hùng ba cái coi. Chờ chơi tiếp nha. Dạ. Thưa mẹ, con mới về. Anh về rồi nè. Chồng em ngoan thiệt đó, về rất là đúng giờ nha. Giết vợ như trời mà. Mẹ. Sao mắt mẹ đỏ vậy? Mẹ lại khóc nữa hả? Không có gì đâu, con đi tắm đi rồi xuống ăn. Dạ. Ba và anh hai về chưa em? Anh hai về rồi, nhưng không biết sao á, ảnh cứ nằm trên phòng, còn ba thì đang trên đường về. Chắc là anh hai mệt, dạo này công việc nhiều lắm. Thôi, anh đi tắm đây. Cậu phải cho người canh gác cẩn thận. Được, chỉ cho bà ta uống chút nước thôi, cứ bỏ đói. Đêm nay tôi sẽ qua đó. Anh Khánh hả? Cái nhà bên quận 3, bên anh giải quyết tới đâu rồi? Không được kéo dài hơn nữa, cứ ép nó vô thế đi. Một là trả dứt nợ, hai là giao nhà. Tôi cho anh 3 ngày nữa giải quyết vụ này. Nếu không xong á là tôi cắt. Được, cứ vậy đi. Tôi tăng thêm 10% nữa cho bên anh. Dạ thưa ba mới đi làm về. Ăn đi con. Con 13 tô ngon nhất đó. Cảm ơn con. Con cảm ơn mẹ. Dạ chồng à. Ủa, anh hai định đi đâu vậy? Anh không ăn đâu. Thưa ba, thưa mẹ, con ra ngoài có chút việc. Sao vội vậy, không ăn một miếng rồi hẳn đi? Sống không có nề, có nếp gì hết. Tới bữa ăn, cả nhà đang chờ mà dám bỏ đi. Giờ này ra ngoài làm cái gì? Con đang khó chịu trong người nên đang không vui. Con có hẹn với bạn, con xin lỗi ba mẹ.
Cả nhà ăn ngon miệng nghe. Anh hai phụ công của mẹ với em nấu từ sáng giờ, anh hai ăn đi. Để lại cho anh một tô đi, lát nữa anh về rồi anh ăn. Dạ. Chào cả nhà. Đúng là không ra cái gì hết. Bà nuông chiều con trai bà vừa thôi, có ngày á nó leo lên đầu mọi người nó ngồi. Con mời ba mẹ. Thôi cả nhà mình ăn đi cho nóng, nếu không là phụ lòng mẹ và Kim Ngân chuẩn bị từ sáng tới giờ. Cậu cho người canh gác trước cổng luôn. Tôi nghi là Thành Thiên con trai tôi nó đang tới đó, nhất quyết không cho nó vào nhà. Cứ nói là tôi dặn để cho bà Duyên dưỡng bệnh, tôi sẽ tới liền. Tối rồi anh còn đi đâu nữa vậy? Bà bắt đầu quản tôi từ lúc nào vậy? Thành Thiên, nếu có làm gì không phải, em xin anh bỏ qua cho con. Thằng đó không phải là con tôi, bà không thấy sao? Dạo này nó trở mặt không coi tôi ra gì. Hay là bà đã nói cho nó nghe hết sự thật, rồi hai người đang cấu kết để phản lại tôi? Sao anh có thể nói như vậy với em? Anh biết là em đứng ở giữa rất khó xử. Một bên là chồng, còn một bên là con. Em chỉ cầu xin hai người sống hòa hợp với nhau. Sao em có thể dạy con chống lại anh được chứ? Nếu thật sự có ngày xảy ra chuyện, thì bà phải đứng về phía nào? Đừng bắt em phải lựa chọn. Tất cả mọi chuyện rắc rối xảy ra ngày hôm nay là do bà. Bà tạo nghiệp thì bà phải gánh nghiệp. Hãy chống mắt lên coi. Tôi sẽ dạy cho thằng con Quang đó một bài học nhớ đời. Anh, đừng, đừng mà anh. Em xin anh, xin anh dừng tay lại đi. 3 năm Thành Thiên ở trong tù là quá đủ rồi. Anh đừng hại con trai em nữa, em xin anh. Cuộc chiến này phải có một người tử. Thằng Thiên có tới đây không? Dạ, em cho đàn em đứng canh rải rác ngay trước cổng, nhưng không thấy đứa nào báo cáo gì hết. Kỳ lạ, vậy nó đi đâu có vẻ nôn nóng vậy? Chú Kiên hả? Có theo dõi thằng Thành Thiên không? Bây giờ nó đang ở đâu? Dạ thưa anh, lúc nãy nó đi xe máy chạy lòng vòng trong mấy con hẻm nhỏ, nên đơn em của em đã bị lạc lối rồi. Mẹ nó, tụi bay làm ăn cái kiểu gì vậy? Hả? Bị theo dõi gắt lắm hả? Tôi về liên lạc tới 2 ngày rồi mới gặp được cậu. Em biết ông ta đang cho người bám sát theo chân em, khó khăn lắm em mới cắt đuôi được tụi nó. Cậu không cho tôi gặp bên ngoài nên tôi đành hẹn cậu tới căn nhà rách nát này. Cậu thông cảm cho tôi nha. Anh đừng nói vậy, em không quý anh thì đã không tới, tới rồi thì coi như là anh em. Anh vừa mới ra tù thôi nên cũng còn te tua lắm, cho nên anh đãi chú bữa rượu lạc này vậy. Anh cứ cầm lấy chi tiêu,
đừng nghĩ ngợi gì hết. Tôi chưa làm được gì cho cậu thì làm sao tôi lại dám nhận tiền? Em có việc giao cho anh đi. Nếu anh làm được chuyện này, tiền bạc không thành vấn đề. Cậu muốn tôi phải làm gì? Tôi muốn anh lấy mạng một người. Con xin mẹ hãy hóa giải hận thù của những người đàn ông trong căn nhà này. Con thật bất lực khi không thể ngăn cản họ dừng tay lại. Con biết rồi ngày mai mọi chuyện tồi tệ sẽ trút xuống gia đình con. Nếu có thể đổi lấy sự bình yên cho những người thân trong gia đình con thì dù có giảm đi 10 năm tuổi thọ, con cũng xin chấp nhận. Lúc đầu tôi chỉ muốn tống ông ta vào tù, với bao nhiêu tội danh của ông ta cũng đủ một xương. Nhưng chờ đủ chứng cứ phải mất thêm một thời gian nữa. Cái điều quan trọng là ông ta đã biết được âm mưu của cậu. Nếu mà không ra tay trước thì có nghĩa là tự sát. Phải, tôi muốn vụ này nhanh gọn. Anh kiếm người tin cậy giúp tôi. Người thì có rồi đó, nhưng mà tôi phải bắt liên lạc mới được. Vì tôi mới ra còn lo cớm nó dòm ngó tới mình, cho nên cậu cho tôi vài ngày để thu xếp cái đã. Ok anh, càng nhanh càng tốt. Tôi muốn vụ này nhanh gọn vì tôi có cảm giác ông ta sẽ ra tay với tôi trong nay mai. Thời gian này cậu hãy nhớ bảo trọng, đừng nên đi đâu một mình. Nếu cần, tôi sẽ cho cậu vài thằng bảo kê. Không cần đâu anh, tôi tự lo cho mình được mà. Số tôi phước lớn mạng lớn, từng chết hụt nhiều lần dưới tay của ông ta. Nhưng không sao, ông trời sẽ không đối xử tệ với tôi đâu. Bà khát lắm hả? Một miếng nước thôi mà bà phải gian xin tôi như vậy, có thấy nhục nhã không? Cho tôi miếng nước, tôi sắp chết rồi. Muốn uống hả? Được, tôi sẽ cho bà uống. Nhưng trước hết đó, bà phải khai ra có phải bà với thằng Thành Thiên và thằng Đại đang cấu kết chống lại tôi không? Tụi nó đã biết được những gì? Cả hai đang tìm cách trả thù ông. Tụi nó đang tìm bằng chứng để chống lại ông. Bà đó đã cung cấp tin tức gì cho tụi nó? Ông cởi trói cho tôi, cho tôi miệng nữa. Rồi ông muốn tôi nói gì tôi cũng nói hết. Bà nói thiệt nha. Tôi hứa. Chỉ cần bà ngoan ngoãn nghe thuộc lời tôi thì cửa thiên đàng đã ở trước mặt. Còn bà mà chống tôi thì chỉ có nước xuống địa ngục. Bà nghe rõ chưa?
Bà có muốn ăn tô mì này không? Hay là để tôi đổ đi à? Muốn ăn. Trước sau gì tôi cũng biết mình sẽ có kết cục thê thảm. Nhưng tôi không muốn chết đói. Tốt. Mật khẩu của tôi là Duyên 7502. Cho tôi ăn đi. Bà nói tôi nghe đây, lần nữa tôi nghe không có rõ. Duyên 7502. À. Các cậu làm nhanh gọn lẹ, đốt cái xác bà ta trước, sau đó đốt căn nhà luôn, tạo hiện trường giả như một vụ hỏa hoạn. Dạ. Dạ. Mày canh cổng, mày xách bình xăng theo tao. Dạ. Đúng, vì tàn
cái xác. Làm nhanh, đúng khỏi nhà. Dạ. Nội ngủ ngon không nội? Nội ngủ không được con. Lúc trước nội đi máy bay thường không sao, mà bây giờ mỗi lần máy bay lên xuống nội khó chịu quá. Vậy mai mốt á, ba phải chịu khó đi chơi nhiều hơn nữa cho nó quen lại. Hay là để con mua vé cho ba bay qua Úc chơi với cô ba. Từ từ rồi tính con. Ba còn về quê nội để sắp xếp một số công việc nữa. Dạo này cô Tiếp đi học rồi, con rảnh cả ngày lận. Hay để con đưa nội đi chơi ha. Nội muốn đi đâu con sẽ lấy xe chở nội đi ha. Nội mà đi đâu nữa con ơi. Mà nếu có đi, chỉ đi thăm mấy ông bạn già của nội thôi. Công việc của mấy cha con bây sao rồi? Tốt chứ? Dạ thưa ba, mọi chuyện cũng tốt. Cũng nhờ có hai đứa nó phụ con cho nên mọi việc đều ổn. Vậy là tốt rồi đó. Nội cũng yên tâm. Hai đứa nhớ theo ba con học hỏi. Sau này ba con về hưu thì cũng giao lại cho hai đứa quản thôi à. Nội yên tâm, hai anh em con lúc nào cũng hết lòng vì công việc. Với sự quản lý của ba thì sự nghiệp của gia đình mình chắc chắn sẽ đi lên. Bây giờ ông nội cứ lo an hưởng tuổi già đi. Anh hai và chồng con là cánh tay đắc lực của ba. Con còn mong gia đình mình luôn hạnh phúc vui vẻ như vậy nè. Nhà mình là số 1 ha ba. Người ta bảo nhà cô Duyên cháy đêm hôm qua. Giờ cô Duyên đã qua đời rồi. Trời, sao có chuyện vậy? Nằm mùa gì đạo Phật, tội nghiệp cô Duyên quá. Sao quái lại chết thảm như vậy? Cháy nhà là sự cố hay là có người cố tình phóng hỏa? Vẫn chưa biết được. Rồi đi công an sẽ điều tra ra nguyên nhân thôi. Ba cũng hy vọng công an sẽ điều tra ra sự thật. Con phải đi tới đó để coi sao. Dù sao cô Duyên cũng là nhân viên kỳ cựu của Antibank, cũng là bản thân của con. Tụi con đi đi, có chuyện gì vậy báo cho ba biết. Em ở nhà lo cho mẹ, đừng có đi đâu nha. Dạ, anh đi cẩn thận nha. Mẹ à, con biết mẹ buồn vì tin cô Duyên mất. Chờ mọi việc xong, con sẽ chở mẹ tới thắp nhang cho cô ấy. Là những người bạn thân của nhau. Cái chết của bà Duyên nhất định có bàn tay của ông ta nhúng vào. Anh có chắc như vậy không? Tôi dám quả quyết với cậu là như vậy. Nếu sự thật là như vậy thì mọi chuyện đã đi đến đỉnh điểm. Nếu như chúng ta không ra tay trước thì người tiếp theo sẽ là anh em mình. Mình ra ngoài bàn đi. Mẹ đang chú ý tới tôi và cậu. Con cậu...
cầu xin trời Phật phù hộ cho gia đình con được bình yên. Cái chết đột ngột của bà Duyên khiến tôi rất sốc. Tôi và bà ấy vốn là bạn học trước kia. Dạ, chuyện này cũng rất bất ngờ đối với em. Sao chị Duyên lại chết cháy như vậy chứ? Bên công an đã khám nghiệm hiện trường. Căn nhà cháy rụi nên cũng không biết là tai nạn hay là cô đã tự sát nữa. Vào đi. Tổng giám đốc. Chào chú. Anh có nhận được email của bà Duyên gửi chưa? Mail? Mà là mail nào? Gửi bao giờ? Là bức thư tuyệt mệnh bà ta đã gửi tối qua trước khi tự sát. Cái gì? Bà ấy gửi thư tuyệt mệnh cho ông à? Không riêng gì tôi, mà cả các thành viên hội đồng quản trị đều nhận được email này. Họ đã trên đường tới đây họp gấp đó. Để tôi kiểm tra mail xem. Tối hôm qua tôi hơi mệt nên ngủ sớm, không hề hay biết cái gì hết. Trời ơi, vì chuyện này mà bà ấy tự sát. Tôi cũng đã phát hiện ra được thất thoát của ngân hàng, nhưng đang đợi bà giải trình. Trời ơi, nhưng con số lên tới hơn 500 tỷ đồng. Làm sao bà ta giải trình cho nổi? Chỉ có cái chết mới giải thoát cho bà ấy thôi. Bà ấy thiệt là bậy quá. Có chuyện gì mà không giải quyết được? Sao lại chọn cái chết như vậy? Lỗi cũng tại tôi một phần. Tôi tin tưởng, tôi giao cho bà ấy nhiều quyền hạn. Bà ấy đã lạm dụng chức quyền, trục lợi cho bản thân, cho nên mới ra nông nổi này. Bà ấy chết thì đã yên phần rồi, nhưng số tiền này phải giải quyết làm sao đây? Đại nạn của em Tí Băng rồi. Mọi chuyện chúng ta tính sau đi. Quan trọng là lo hậu sự cho bà ấy. Cô ra đánh máy rồi thông báo với công ty, cùng nhau đóng góp để lo tang lễ cho bà Duyên. Dạ tổng giám đốc, em xin phép ra ngoài. Dạ con chào chú. Tổng giám đốc, anh nói đi, có phải là bà Duyên có vấn đề tài chính với em Tí Băng không? Bà ấy làm gì mà biển thủ số tiền lớn như vậy? Tôi biết bà ấy chơi cổ phiếu, gần đây thua lỗ nhiều lắm. Bà Duyên đã lợi dụng chức quyền của mình để lừa đảo một số công ty và ngân hàng khác và một số cá nhân với số tiền rất lớn. Trong đó, việc làm hồ sơ giả chữ ký của tôi và lừa MT Bank một số tiền không nhỏ. Trời ơi, sao tổng giám đốc lại che giấu chuyện này? Thì ông cũng biết mối quan hệ của tôi và bà ấy. Khi phát hiện ra tôi đã làm việc và bà ấy đã hứa là sẽ khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền trên, nhưng tôi mềm lòng cho bà một thời gian. Bây giờ tôi cũng chưa biết cách nào để trình bày với hội đồng quản trị. Cái chết của bà ấy cộng với chuyện này, thế nào công an cũng vào cuộc. Chuyện đó bây giờ cứ để cho pháp luật giải quyết. Bây giờ lòng tôi rối bời trước cái chết thảm của bà ấy. Dạ, mời anh ngồi chơi, để em lên gọi ba em. Cảm ơn.
cậu có ai Bình à? Sao không điện thoại mà lại tới tận đây? Dạ, nhà tôi và mọi người vẫn khỏe. Tôi tới đây là có một chút việc muốn hỏi bác sĩ. À, mời ngồi. Tôi biết bác sĩ có một mối quan hệ rất thân tình từ lâu với gia đình của tôi. Chính ba tôi là người đã bỏ tiền ra để chữa chạy căn bệnh hiểm nghèo, cứu cô con gái duy nhất của ông. Ơn này của cha cậu tôi không bao giờ quên. Lần trước gặp bác sĩ đi chung với ba tôi tới nhà bà Duyên, tôi thấy có nhiều điều rất kỳ lạ. Hôm nay tôi muốn hỏi bác sĩ vài điều. Cậu biết tôi đã là bác sĩ riêng của gia đình cậu rất nhiều năm. Giữa ba cậu và tôi đã có một mối ân tình. Vì vậy xin cậu đừng làm khó tôi. Nhưng tôi cần biết sự thật. Nó có liên quan tới một mạng người. Chuyện này rất quan trọng đối với tôi. Xin ông giúp cho. Ông cứ giờ như là khắp bình cho bà ấy. Nhưng thật ra ông đứng chạm cho người bà ta. Sau đó nó đãi một cái bình với thằng con trai tôi cho nó yên tâm. Tại sao tôi phải làm như vậy? Xin ông giúp cho. Đừng hỏi nhiều. Rồi tôi sẽ giải thích với ông sau. Bây giờ thì đi theo tôi. Dạ. Chuyện quái quỷ gì xảy ra với mình vậy? Người đàn bà này em còn sống hay đã chết? Bác sĩ, chỉ xin bác sĩ làm ơn cho tôi biết. Hôm qua tôi đưa bác sĩ tới nhà người phụ nữ rồi. Bác sĩ có thấy dấu hiệu bất thường gì của bà ta không? Có đúng là bà ta chỉ bị sốt siêu vi như bác sĩ đã khám không? Tôi xin cậu, cậu hãy để cho tôi yên. Tôi không có gì để nói với cậu hết. Cậu về đi. Bác sĩ, nhất định ba tôi đã khống chế bác sĩ. Mọi việc không đơn giản như tôi đã nhìn thấy. Bác sĩ có biết người phụ nữ đó đêm qua đã bị chết cháy? Bà ấy tự sát hay bị người ta giết rồi đốt nhà phi tang dấu vết? Trời. Dạ, Thành Thiên đang ở nhà bác sĩ Bảo. Dạ dạ, em biết rồi. Sẽ bám sát 24/24. Chú phải đích thân bám sát tụi nó. Nó làm gì, gặp ai thì phải báo liền cho tôi. Nếu để mất dấu nó như mấy ngày trước thì đừng có trách tôi. Dạ đại ca. Mày dám đối đầu với tao sao? Người tiếp theo sẽ là mày. À đúng là cậu có đến đây, nhưng mà không có khám bệnh. Vậy con trai tôi muốn gì ở ông? Ông đã nói gì cho nó? Cậu ấy có hỏi một số việc đã xảy ra ở nhà người phụ nữ đó. Rồi ông trả lời sao? Không không không, tôi không có nói gì hết. Tốt, cảm ơn ông. Ông nhớ lời tôi dặn, không được nói cho ai biết chuyện này. Nếu công an có hỏi ông thì cứ khai như tôi đã dặn. Nhất quán trước sau như một, ông sẽ tránh được nhiều phiền phức. Dạ 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 dạ, dạ tôi biết, dạ tôi biết. Cảm ơn ông, có gì tôi sẽ liên lạc với ông sau. Dạ chào anh. Vào đi. Dạ thưa tổng giám đốc, có hai anh công an muốn gặp tổng giám đốc ạ. À, mời họ vào. Dạ. Mời hai anh uống nước. Cảm ơn ông, chúng tôi đã làm phiền ông. Nên để không mất thời gian,
xin đi thẳng vào vấn đề. Dạ được. Chắc ông cũng biết về cái chết của bà Duyên, nhân viên ngân hàng MT Bank. Tôi cũng vừa biết sáng sớm nay. Thật là bất ngờ đối với tôi. Bà ấy là nhân viên kỳ cựu của MT Bank và cũng là một người bạn học rất thân của tôi. Tôi xin chia buồn với ông vì ông vừa là cấp trên và cũng là mối quan hệ bạn bè thân thiết với bà Duyên. Chúng tôi muốn ông cho biết một số thông tin về cá nhân cũng như công việc hiện tại của bà Duyên tại đây. Tôi sẵn sàng hợp tác với các anh, không có vấn đề gì. Hiện nay cơ quan công an điều tra chưa có kết luận gì về cái chết bất thường của bà Duyên. Bà ta tự sát hay là cháy nhà do sự cố, hoặc có người cố tình đốt nhà. Nên chúng tôi cần thẩm tra một số mối quan hệ của bà Duyên. Xin ông cho biết, tối hôm qua từ 7 giờ đêm đến sáng, ông đã ở đâu? Tôi ở nhà, không ra ngoài cho tới sáng. Thời gian gần đây nhất, ông có thấy biểu hiện gì bất thường ở bà Duyên không? Đúng là có. Nhưng cũng tại tôi nể tình nên đã bao che cho bà ấy. Ông có thể nói rõ hơn được không? Bà Duyên đã làm thất thoát một số tiền lớn của ngân hàng MT Bank. Tôi cũng mới phát hiện thôi. Nhưng bà ấy xin tôi cho một thời gian để bà ấy khắc phục hậu quả. Tôi đã nể tình nên sáng nay có người báo là bà ấy đã để lại thư tuyệt mệnh. Tôi mới biết bà ấy đã chọn cái chết để giải quyết chuyện nợ nần. Thư tuyệt mệnh, ông nói vậy là sao? Bà Duyên đã gửi thư cho ông trước khi chết? Không, không chỉ gửi cho một mình tôi. Bà ấy còn gửi cho một số người trong hội đồng quản trị. Chính ông Đoàn là người báo tin cho tôi biết. Lúc đó tôi mới mở mail kiểm tra thì mới biết. Vậy ông có thể sao chép và gửi cho chúng tôi bức thư đó được không? Được chứ. Cái chết của bà Duyên còn đã nằm trong vòng điều tra. Chúng tôi cần ông đến cơ quan công an để hỗ trợ cho chúng tôi. Tôi luôn sẵn sàng. Lúc nào cần, các anh cứ gọi.